Alo, chào các bạn và Lê Thanh Tùng TV đã quay trở lại và sẽ giới thiệu bộ sơn móng tay của Thanh à. Do video clip lần trước mình đã bảo với các bạn là mình có 4 lọ sơn móng tay vào đây. Màu sơn móng tay là có màu nâu nhạt, màu bóng lấp lánh này, màu xanh lá cây đậm. Nhiều người bảo là màu lục và đây là màu... Màu sữa gì? Các bạn. Màu sữa dầu. Các bạn. Bọn mình nhìn giống hộp sữa đây là. Mình nói luôn là màu sữa. Bây giờ mình sẽ quệt thử vào một tờ giấy 4 màu. Quệt vào móng tay em đi. Có 4 móng tay quệt luôn. Quệt vào một tờ nháp của mình. 4 màu. Để xem tờ nào đẹp hơn các bạn hãy bình chọn. Hãy comment ở bên dưới màu mà các bạn thích nha. Đợi mình đi tìm bộ nha. Bây giờ các bạn. Chưa. Lấy tạm vừa này đi. Đây là vừa tiếng Việt của mình. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu màu xanh là cây. Bạn. Sẽ để sơn tay dịch ra đây. Rồi mình sẽ sơn thử một quệt vào bìa đi. Đây, quệt vào một vạch. Vạch thôi nhá. Đợi mình tí. Cái này nó sắp hết rồi nên là nó sẽ bị dính các bạn ạ. Cái này cũng rất là lấp lánh, màu vàng. Rất đẹp các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp theo đến màu này mình sẽ quệt nha. Màu xanh rất là nhòe. Đây, màu này là màu sữa. Mình sẽ quệt màu sữa. Màu nâu với cả màu sữa thì rất là nhiều. Mình quệt xong này mình sẽ cho các bạn xem. Ồ. Đẹp. Màu xanh nhìn hơi nhòe nhá. Đẹp lắm các bạn ạ. Đẹp màu nâu. Nâu nhạt. Bạn này đã quệt từ nó lâu rồi. Là màu nâu là có 3. Nâu thì hơi đậm tí. Đây. Còn màu bóng thì cũng rất là ít thôi. Mình dùng cũng nhiều rồi nên là nó sắp hết. Mình chấm thêm tí nữa. Bọn mình chỉ quệt được từng này thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những màu mà bọn mình được quệt. Nào giới thiệu nào. Cái đầu tiên là màu xanh. Chắc là màu trắng các bạn không nhìn thấy đâu. Đây. Đây là màu xanh. Các bạn nhìn rõ không? Đây là màu xanh này. Đây là màu sữa. Đây là màu nâu. Và còn màu trắng thì các bạn không biết các bạn có nhìn thấy không nữa. Đây là màu trắng lấp la lấp lánh. Bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy lấp lánh không? Tại vì đây là màu bóng ấy à. Nó... Đây các bạn. Nó sẽ không nhìn rõ được các bạn ạ. Nếu các bạn thích màu nào thì các bạn comment bên dưới cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ thì video của bọn mình đến đây là kết thúc.
Xin chào các bài thanh tùng lớp kia. Mình rơi lọ sang ngón tay. Xin chào các bạn.